Thì từ đây là mình gặp nhiều chuyện mình không hề vui và mình suy nghĩ rất là nhiều, nên là mình bị áp lực rất là nhiều điều. Thì người mà mình rất là thương, mình rất là yêu và quý mến bởi mình là, đừng có nói là mình không làm được, chỉ khi mà mình chưa hề cố gắng hết sức. Hôm nay là 25 nè, hôm nay là Noel nè, và cũng gọi là sang năm mới, là mình chúc các bạn Noel với lại năm mới làm được nhiều điều to lớn nha, nhiều điều to lớn. Nếu các bạn có ước mơ, các bạn có cái gì đó mà bạn nghĩ là bạn không làm được, các bạn phải quên đi nó và các bạn phải làm nó, tại vì không có gì cản được bạn á. Bởi vì việc cản nữa, tôi mong đây sẽ là một cái video cố mà mình buồn rộng. Tất nhiên là mình sẽ buồn tiếp, nhưng mà mình không muốn suy nghĩ về những cái buồn giống như bây giờ nữa. Để. I'm so alone, nothing feels like home. I'm so alone, trying to find my way back.